Cường chào cả nhà mình ha. Thì bữa nay mình đi được một điều rất là đặc biệt luôn cả nhà, đó là năm ngôi mộ khá là lạ lẫm luôn. Thì mình sẽ ghi hình năm ngôi mộ này, sẽ chia sẻ gửi đến cả nhà mình ha. Đây là năm ngôi mộ rất là đặc biệt luôn, là phải nói là rất là lạ luôn nha. Rồi, và cả nhà mình sẽ đồng hành cùng mình khám phá cái điều lạ lẫm của năm ngôi mộ ha. Đây đây thì trước khi mà đi tới năm ngôi mộ đó đó cả nhà, thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà mình coi là bên đây thì có những cái ngôi mộ này chắc của là những người Tàu á cả nhà ha, đó người Trung Hoa gia mộ họ Lâm ha. Thôi thì họ người ta thì mình chỉ là sơ lược vậy thôi ha. Đây thì được 6 ngôi mộ đó, cả nhà mình coi ha, 6 ngôi mộ thì nó rất là giống nhau luôn ha. Đó đây thì mời cả nhà mình sẽ di chuyển qua vị trí năm ngôi mộ khá là đặc biệt luôn. 6 ngôi mộ này thì rất là đặc biệt ở khu vực này luôn ha, thì rất là giống nhau luôn. Đây đây thì năm ngôi mộ. Đây cả nhà coi thì năm ngôi mộ này khá là đặc biệt luôn ha. Thì cô chú thì người ta không có xây như những cái ngôi mộ kia đó, nhưng mà người ta sẽ xây cái hình kiểu dạng cũng như là cái hình lục giác vậy đó cả nhà. Thì ở phía trên hình lục giác thì nó có một cái bức sen ha. Đó thì cả nhà coi có một cái bức sen trên đó. Thì cái này thì cho con ghi hình chứ không có cái sự mạo phạm ha. Đây thì cả nhà mình coi năm ngôi mộ này, là năm ngôi mộ là phải nói là từ trước tới giờ khá là đặc biệt đó cả nhà. Nếu mà nói là nó rất là lạ thôi, còn cái vụ mà độc nhất vô nhị thì cái đó thì mình không có dám nói ha. Tại vì còn nhiều chỗ khác người ta có thể xây giống như gì nữa đó. Đây thì chắc cũng có lẽ là nguyên một cái gia tộc của người ta đấy, thành ra người ta xây lên. Nhưng mà cái điều đặc biệt ở đây thì không biết nguyên nhân sao xây cái này thì được gọi là cái biểu tiện, cái dạng như cái biểu hiện là gọi là gì á cả nhà. Thì cái nhà mình á coi mà ai mà biết được đó thì có thể cho mình ý kiến để mình học hỏi thêm ha, học hỏi để mình hiểu biết thêm á. Đây thì phía trên đó thì cũng có như là 6 cạnh ở trên đó cả nhà ha. 1, 2, 3, 4 thì qua bên đây thì 5 rồi bên kia nữa đó, nói chung ra là 6 cạnh đó, người ta gọi là lục giác ha. Đây thì 6 cái ngôi mộ này thì rất là lạ ha, khu vực này luôn á, chứ không phải là độc quyền ấy cả nhà. Này rất là lạ luôn ha, 6 ngôi mộ rất lạ luôn. Đây thì chắc có lẽ là người ta để từng trên từng dưới cả nhà, hay là một cái hài cốt gì không biết ha, là nguyên một cái hàng, nhưng mà nó có 2 tầng ha, tầng trên rồi tầng dưới, cũng như là chồng với vợ, chắc có lẽ là vậy đó. Bên này cũng vậy nữa nè, nào ở trên coi là ông, ở trên là ông ha, ở dưới là bà, như vậy là cái ngăn trên này là 2 người ha, ngăn trên, còn cái ngăn dưới thì cũng ông bà. Là nghĩ làm sao đó? Cái này cho con xin phép ghi hình chút xíu ha, tại lạ lẫm quá.
rồi chia sẻ đến cho cô chú anh chị em trên cộng đồng mạng nên cho tao biết. Còn em bà ở dưới thì ông, nhưng mà cái đó thì bà ở dưới thì ông ha, là bên đây, còn ngặt đó thì bên đây nè, thì ở trên á nè, cả nhà mình coi ở trên á, ông Lê nhìn Lê Quang Hiển, rồi ở dưới thì bà Nguyễn Thị Lớn, nhưng mà ngặt cái còn cái khung ở dưới này cũng vẫn là ông nữa, ông Nguyễn Văn Mười đó, thì cũng có là bà Lê Thị Phước là ở phía dưới, nhưng mà cái này á, thì bà ở trên ông ở dưới. Là cái này là chôn cách làm sao cả nhà mình ai hiểu về cái giai đoạn này có thể cho mình xin ý kiến chút xíu ha. Cái này rất là lạ luôn á. Còn ở đây cũng vậy nè đó. Mình thấy ông ở trên thì bà cũng ở dưới, rồi thêm một cái ngăn ở dưới nữa đó. Còn bên đây á thì ông ở trên nhưng mà ở dưới thì chưa có để mù bia, thì chắc có lẽ là ở dưới chưa có người mất á cả nhà. Đây là phía dưới ha, nhưng mà điều đặc biệt ở đây thì năm ngôi mộ này khá là lạ luôn đó. Thì cặp bên những cái ngôi mộ này thì cả nhà mình coi có một cái ngôi nhà nha. Đây thì bên đó thì cũng có một cái ngôi nhà của cô chú ở đó, nhưng mà ta phá cửa nghe cả nhà ha. Đó thì cặp bên này thì những ngôi mộ, nhưng mà bên đó thì có ngôi nhà, thì cũng khá, điều này cũng khá là đặc biệt ha. Năm ngôi mộ này thì phải nói là khá là đặc biệt luôn đó. Thì bên đây năm ngôi mộ, cùng bên đây thì ở trên này cũng chưa có tráng gạch đó cả nhà, mới mắc ở dưới thôi ha. Đó, thì còn bên đây thì cũng vẫn là những cái ngôi mộ hồi nãy mình mới chia sẻ gửi đến cả nhà mình đó ha. Cái con bướm đó cả nhà, nó mới bay ngang đó, mình nhìn đi gan là cũng như là có một cái người nào đó, một cái người tí hon vậy đó cả nhà ha. Mới bay ngang từ ở khu vực này nè đó, bay qua bên đây nè, rồi mình lo nói chuyện cái mình lo dòm theo cái con bướm nó đi lại tới đó đó, để mình lại mình bước qua bên đó mình quay thế thôi, không biết còn không ha. Tại vì bay ngang cái ngôi mộ này nè cả nhà nè, từ mí bên đây nè ha, thì bay qua cái ngôi mộ bên đây nè, ngôi mộ này nè đó, ngôi mộ này nè, y gan là cái người ta nhỏ xíu vậy nè, nhưng mà cái này thì mình nói thì thành lại chết ha. Cái này cũng lạ á. Dạ y gan người ta không có hai cái cánh gì đó. Bài theo chú đó luôn rồi kìa cả nhà. Kìa. Rồi, bài qua tới đó luôn rồi kìa. Lên tới trên đọt trên đó luôn. Rồi lũi vô đó mất tiêu luôn rồi. Quá hủng. Rồi bên kia thì nghe đệ, bên đây thì cũng có nhà cô chú người ta tu đó cả nhà ha. Này, thì cả nhà mình coi nè, cách con lộ đi qua bên đây nè, nguyên cái khu nghĩa đệ như vậy ha. Này. Rồi thì năm ngôi mộ ở khu vực này đó, thì cả nhà mình coi á đó, khá là đặc biệt luôn á cả nhà. Thì mình thấy nó lạ quá,
rồi mình nhận xe lại và ghi hình để chia sẻ gửi đến cả nhà mình. Tại vì tại thấy rất lạ đó cả nhà. Như mộ thì cô chú người ta xây lên thì những ngôi mộ nó bình thường, nó kiểu dạng cũng như hình đúc như đây đó, như những cái ngôi mộ bên đó thì nó rất là bình thường luôn ha. Thì người nào mắc thì mỗi một người một ngôi mộ xây kiểu này kiểu kia, nhưng mà cái điều đặc biệt ở đây thì chỉ có 5 ngôi mộ này thì xây cái hình mà gọi là lục giác á, thì mang cái ý nghĩa gì, nó ra sao, thì cái đó thì mình thật sự là mình không biết được cái ý nghĩa của những ngôi mộ này ha. Đó thì cả nhà mình coi đó, thì người nào biết đó thì có thể cho mình biết để mình tìm hiểu thêm, để khám phá những ngôi mộ nó lạ lẫm, để chia sẻ gửi đến cả nhà mình ha. Rồi thì bây giờ tới đây thì rất chân thành cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi video. Chỉ cho ra ít phút thôi để tìm hiểu những cái gì đó nó lạ lạ, rồi mình cũng cố gắng mình sẽ đi những cái ngôi mộ gì đó mà nó hơi lạ, mẫu mã hay là cái gì đó nó lạ lạ thì mình sẽ gửi đến cả nhà mình ha. Rồi rất chân thành cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi video. Rồi chào tạm biệt cả nhà mình ha, lúc nào cũng chúc cả nhà mình luôn luôn được mạnh giỏi và luôn luôn được bình an ha, hai điều đó là quan trọng nhất. Thì cái lời chúc này thì thật tâm thật lòng để gửi đến cả nhà mình, tại vì những gì đó mình bệnh hoạn, mình mệt mỏi, mình từng những cái gì đó mình đã từng chịu đau khổ trong cơ thể đó, mình đều biết cảm giác đó. Thành ra lúc nào cũng vậy, cũng rất là mong là được cả nhà mình được bình an, được mạnh giỏi và được hạnh phúc ha. Đó là một cái điều mình gửi đến cả nhà mình, tại vì những cái bệnh hoạn đau khổ đó thì mình đã cảm nhận được rồi. Rồi chào tạm biệt cả nhà mình ha, hẹn cả nhà mình.